Xin mời các tình yêu, các bạn yêu anh âm nhạc, thưởng thức bản Vòng Nhẫn Cưới do Dũng Phạm thành phố Hồ Chí Minh, bên YouTube là Dũng Vlog. Mời các bạn thưởng thức bản Vòng Nhẫn Cưới. Tôi sẽ phát ở trong cái app của tôi đường hát này, các bạn hát rồi. Tôi đưa hát rồi đó các bạn. Tôi sẽ phát cho các bạn thưởng thức thôi. Chứ giờ quay đường quay về tôi hát cũng được. Mở cái này tôi hát cũng được. Nhưng mà để nghe trong này thử coi đặng phát. Đặng tôi tập phát trực tiếp ở bên Tamaken. Mời các bạn thưởng thức nha. Vòng Nhẫn Cưới. Bắt đầu. Cất nhà xong rồi đó các bạn. Yếu quá để mở cây nó cho quên. Quay thử nha các bạn.
Quay thử nha các bạn, thử cái âm thanh có nghe được không? Âm thanh mà nghe được thì tôi cũng bắt đầu. Tâm chào các bạn nhé. Một lần nữa chúc sức khỏe vui vẻ đầy hạnh phúc các bạn ơi. Để chúc tôi mở karaoke bên bên YouTube tôi hát nha luôn. Hát cái gì mà hát khơi khơi thử coi nè. Có thu được không? Có âm thanh nó có tốt không? Em vui tất cả bao nhiêu. Nó hát trở lại đó các bạn. Thôi giờ tôi xin phép tắt bản này. Mở tiếp bản khác, bản thứ hai. Xin phép tắt cái nhau. Rồi tiếp tục làm bản cũng vừa vòng nhẫn cưới nhưng mà ca với ca sĩ Diễm My nha các bạn. Dũng Phạm thành phố Hồ Chí Minh sẽ hát với ca sĩ Diễm My bản vòng nhẫn cưới. Xin mời các bạn thưởng thức nha, thử coi âm thanh có tốt, có tiếng có tốt không nha các bạn. Giờ mở nha. Diễm My với Dũng Phạm hát bắt đầu. Chở về đâu nha các bạn. Đây nè. Diễm My và Dũng Phạm hát. Thử ra âm thanh tốt không? Hai bản này tôi mở coi. Trời ơi, chưa có bắt hả? Ủa, bắt rồi. Nhưng mà đường quay thì cũng chưa. Nhiều thuốc các bạn ơi, ngày đêm hút hay đó.
Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức bài Vòng Nhẫn Tứ do Dũng Phạm, thành phố Hồ Chí Minh và Diễm My, ca sĩ Diễm My. Xin cảm ơn nhiều.